Kính chào quý vị khán giả, mời quý vị cùng theo dõi chương trình thời sự tối nay thứ sáu ngày 1 tháng 3 năm 2024 trên kênh truyền hình thiết yếu tỉnh Đồng Nai. Chương trình hôm nay sẽ có các tin tức đáng chú ý sau đây. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, biên phòng là lực lượng chiến đấu đầu tiên bám trụ đến cùng để bảo vệ và giữ vững biên giới quốc gia. Đồng Nai hướng tới xây dựng 17 đô thị văn minh hiện đại vào năm 2030. Nghị quyết 02 thúc đẩy phát triển doanh nghiệp. Phần tin thế giới, số người chết ở Gaza đã vượt quá 30.000, chưa kể 70.000 người bị thương và 2,3 triệu dân di tản trên khắp dải đất này đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng y tế và nhân đạo. Hôm nay, hơn 61 triệu cử tri Iran đi bầu quốc hội lần thứ 12 và bầu hội đồng chuyên gia lần thứ 6. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay tại Hà Nội, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã dự lễ kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng và 35 năm ngày Biên phòng toàn dân. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, biên phòng là lực lượng chiến đấu đầu tiên bám trụ đến cùng để bảo vệ và giữ vững biên giới quốc gia. Tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã trao huân chương chiến công hạng nhì tặng Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng vì những thành tích chiến công của lực lượng trong đấu tranh phòng chống tội phạm. Trong suốt 65 năm qua, để phù hợp với tình hình, nhiệm vụ của đất nước trong từng giai đoạn, Bộ đội Biên phòng đã nhiều lần thay đổi về tổ chức, tên gọi. Song dù với tên gọi hay tổ chức nào, thì đây vẫn luôn là lực lượng vũ trang cách mạng, nòng cốt, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị lực lượng và các địa phương biên giới phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng thế trận biên phòng, toàn dân vững mạnh, xây dựng lực lượng bảo vệ biên giới rộng khắp. Trong đó, nhân dân là chủ thể, lực lượng vũ trang là nòng cốt, Bộ đội Biên phòng là lực lượng chuyên trách. Chủ tịch nước nhấn mạnh, phải thực hiện công tác đối ngoại quốc phòng, đối ngoại biên phòng linh hoạt, sáng tạo và hiệu quả, đẩy mạnh giao lưu kết nghĩa giữa lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới và nhân dân hai bên biên giới. Kiên quyết, kiên trì, khôn khéo trong giải quyết các vấn đề về chủ quyền lãnh thổ, bảo đảm môi trường hòa bình, giữ vững chủ quyền quốc gia, tạo thuận lợi cho phát triển đất nước. Tin trong tỉnh Đồng Nai. Thưa quý vị, sáng nay Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã tổ chức hội nghị về quy hoạch đô thị của tỉnh Đồng Nai. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, lãnh đạo các sở ngành địa phương trong tỉnh. Các đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, Quảng Minh Cường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Võ Tấn Đức, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Theo báo cáo của Sở Xây dựng tỉnh, trong những năm qua, công tác quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã được tập trung chỉ đạo thực hiện, bước đầu đã đạt được những kết quả tích cực. Bộ mặt đô thị, nông thôn dần được chỉnh trang, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Định hướng đến năm 2030, Đồng Nai sẽ có 17 đô thị. Phát biểu tại hội nghị, quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Tấn Đức cho rằng, so với các tỉnh thành trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, Đồng Nai đang hội tụ nhiều lợi thế phát triển mà không phải địa phương nào cũng có được, như cảng hàng không quốc tế Long Thành, hệ thống cảng biển nước sâu, 31 khu công nghiệp, mạng lưới đường cao tốc. Đây là cơ hội và tiềm năng để tỉnh có thể bố trí không gian phát triển kinh tế xã hội mang tính ổn định và bền vững. Mọi vấn đề về đầu tư phát triển kinh tế xã hội, hạ tầng đều hướng tới việc xây dựng đô thị văn minh hơn, diện mạo đô thị ngày một thay đổi hiện đại hơn, chất lượng hơn, để người dân sinh sống tại các đô thị được hưởng những tiện ích, dịch vụ, môi trường tốt nhất. Các đô thị tại Đồng Nai phải đạt 5-0, 5-có, gồm đô thị có biểu trưng, có không gian xanh, có bãi đậu xe, có nhà vệ sinh công cộng, có đường phố thoáng đẹp. Đô thị không dây nhợ, không rác bừa bãi, không người ăn xin sống lang thang, không hàng rong buôn bán nhếch nhác, không đào xới đường xá lộn xộn. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh cho biết, Tỉnh ủy đã ban hành chương trình hành động trên tinh thần nghị quyết số 06 của Bộ Chính trị để nhận diện đầy đủ hơn, xác định những giải pháp quyết liệt hơn để phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, phát triển các đô thị trên địa bàn tỉnh phải hướng đến 3 mục tiêu, gồm nâng cao chất lượng sống của người dân đô thị, giá trị kinh tế, kết nối giao thương cao hơn và tạo sự kết nối với toàn cầu. Đồng thời, phát triển các đô thị cần tạo bản sắc riêng của Đồng Nai, đưa các đô thị trở thành động lực phát triển cho cả tỉnh. Về quan điểm phát triển đô thị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh nhấn mạnh phải lấy con người làm trung tâm. Bí thư Tỉnh ủy cũng đưa ra 8 nhóm giải pháp và 18 vấn đề cần quan tâm trong quá trình phát triển đô thị.
trong đó nhóm giải pháp về quy hoạch là quan trọng. Bởi quy hoạch là chìa khóa quan trọng để bước đi các bước tiếp theo trong quá trình phát triển. Cũng trong sáng nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai đã tổ chức ra quân huấn luyện năm 2024 và phát động cao điểm tiếp bước chiến sĩ Điện Biên tiến lên giành ba nhất chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, 7 tháng 5 năm 1954, 7 tháng 5 năm 2024. Tham dự lễ có các đồng chí Hồ Thanh Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai, Võ Tấn Đức, quyền Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện Quân khu 7 có Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu. Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã quán triệt mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu năm 2024. Theo đó, năm 2024, lực lượng vũ trang tỉnh Đồng Nai tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện các nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Quân khu 7 về nâng cao chất lượng huấn luyện, nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2024 và nghị quyết của Đảng ủy Quân sự tỉnh về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2024. Phát biểu chỉ đạo tại buổi ra quân, quyền Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức ghi nhận những thành tích đóng góp quan trọng của lực lượng vũ trang tỉnh đối với sự phát triển toàn diện của Đồng Nai nói riêng và xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại nói chung. Quyền Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Tấn Đức đề nghị lực lượng vũ trang toàn tỉnh tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm nghị quyết số 44 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và các nghị quyết chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng. Tiếp tục huấn luyện theo phương châm cơ bản, thiết thực và vững chắc, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát với nhiệm vụ, địa bàn hoạt động của từng lực lượng, từng đơn vị, thực hiện và vận dụng tốt các quan điểm, nguyên tắc trong huấn luyện, tập trung huấn luyện các lực lượng thành thạo các loại vũ khí, khí tài, trang bị, tác chiến độc lập theo nhiệm vụ và kịp thời xử lý tốt các tình huống trên không và đất, sẵn sàng ứng phó các sự cố, thảm họa, thiên tai, dịch bệnh có thể xảy ra. Bên cạnh đó, quyền Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai cũng đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục làm tốt vai trò tham mưu cấp ủy chính quyền địa phương về nhiệm vụ quân sự quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ, nền quốc phòng toàn dân vững chắc. Tại buổi lễ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã phát động đợt thi đua cao điểm tiếp bước chiến sĩ Điện Biên tiến lên giành ba nhất chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, 7 tháng 5 năm 1954, 7 tháng 5 năm 2024. Đợt cao điểm thi đua sẽ diễn ra từ ngày 1 tháng 3 đến ngày 7 tháng 5. Dịp này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được Bộ Quốc phòng tặng danh hiệu đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua quyết thắng năm 2023. 16 đơn vị đón nhận danh hiệu đơn vị vững mạnh toàn diện mẫu mực tiêu biểu của Quân khu 7. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai sáng nay đã tổ chức hội nghị góp ý dự thảo kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết số 12 ra ngày 12 tháng 12 năm 2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 11 về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa con người Đồng Nai trở thành nguồn lực, động lực quan trọng cho phát triển toàn diện và bền vững. Dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí Nguyễn Sơn Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai, Phó Giáo sư Tiến sĩ Huỳnh Văn Tới, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Nguyễn Thành Trí, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Theo báo cáo của Sở Văn hóa Thể thao Du lịch, kế hoạch triển khai nghị quyết sẽ gồm có 7 nội dung, 4 giải pháp và 35 nhiệm vụ thực hiện theo kế hoạch giai đoạn 2024-2025 và giai đoạn 2026-2030. Tại hội nghị, các đại biểu đã có nhiều góp ý bổ sung cho dự thảo kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết 12, trong đó tập trung vào việc nâng cao nhận thức về bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa con người Đồng Nai, cơ chế và chính sách đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa và xã hội hóa các hoạt động văn hóa thể thao, xây dựng cơ sở dữ liệu văn hóa lịch sử của Biên Hòa Đồng Nai. Phát biểu kết luận tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Sơn Hùng đề nghị Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh tiếp thu các ý kiến đề xuất của các đại biểu. Trong quá trình hoàn thiện dự thảo phải lưu ý bám sát nghị quyết và tình hình thực tế của địa phương, từ đó xây dựng các kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ, công việc cụ thể, phải có thời gian lộ trình và phân công trách nhiệm cho từng ngành, từng cấp, từng đơn vị, đảm bảo thực hiện có hiệu quả nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, phát huy giá trị văn hóa con người Đồng Nai. Đồng chí Nguyễn Thị Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai trong sáng nay đã chủ trì cuộc họp với các sở ngành liên quan, rà soát công tác chuẩn bị hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài FDI trên địa bàn tỉnh năm 2024. Đây là sự kiện quan trọng nhằm lắng nghe những đề xuất, kiến nghị, các khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp
để xử lý tháo gỡ, kịp thời hỗ trợ tạo điều kiện cho doanh nghiệp yên tâm sản xuất và hoạt động hiệu quả hơn. Theo báo cáo của các sở ngành, hiện công tác chuẩn bị cho hội nghị cơ bản đã được hoàn thành. Dự kiến hội nghị sẽ diễn ra vào ngày 28 tháng 3 tới tại khách sạn The Mira Central Park, thành phố Biên Hòa, với sự tham gia của hơn 300 doanh nghiệp FDI. Hội nghị sẽ thông tin tình hình phát triển kinh tế xã hội của Đồng Nai trong năm 2023, phương hướng năm 2024, giới thiệu về môi trường đầu tư của tỉnh và định hướng thu hút đầu tư FDI năm 2024, cung cấp tài liệu và các thông tin về cơ chế, chính sách tới doanh nghiệp, tăng cường ý thức tuân thủ pháp luật, thực hiện các quy định, chính sách của doanh nghiệp, v.v. Nội dung chính của hội nghị là gặp gỡ, trao đổi trực tiếp giữa đại diện lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh và đại diện các doanh nghiệp FDI trên địa bàn tỉnh, nhằm tăng cơ hội giao thương giữa doanh nghiệp FDI và các doanh nghiệp trong nước trên địa bàn tỉnh. Trong khuôn khổ chương trình, hội nghị còn tổ chức trưng bày các sản phẩm tiêu biểu về công nghiệp hỗ trợ và OCOP. Dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ tổ chức khen thưởng cho một số doanh nghiệp tiêu biểu trong năm 2023 và trao giấy chứng nhận đầu tư mới cho một số nhà đầu tư. Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Hoàng chỉ đạo các sở ban ngành liên quan cần ra soát lại các nội dung thực hiện được phân công. Trường hợp phát sinh khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để xử lý. Phối hợp ban quản lý các khu công nghiệp chuẩn bị các nội dung trả lời vướng mắc của doanh nghiệp. Đối với các nội dung câu hỏi doanh nghiệp đã gửi trước, cần chủ động trả lời bằng văn bản để gửi trước cho ban quản lý các khu công nghiệp tổng hợp hoặc trả lời doanh nghiệp ngay tại hội nghị. Lãnh đạo tỉnh giao Sở Công Thương phối hợp với các đơn vị thực hiện trưng bày một số sản phẩm đặc trưng về công nghiệp hỗ trợ, OCOP, v.v. Sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Văn Phi cùng với đại diện Thanh tra Chính phủ đã chủ trì buổi tiếp công dân công khai thông báo số 2191 ngày 9 tháng 12 năm 2022 của Thanh tra Chính phủ về kết quả kiểm tra khiếu nại tố cáo của bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh và một số công dân liên quan đến việc thu hồi đất thực hiện dự án khu dân cư và tái định cư Phước Tân, phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa. Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, kết quả xác minh cho thấy đơn khiếu nại tố cáo của công dân có một số nội dung cho rằng dự án trên là dự án kinh doanh thương mại, không thuộc trường hợp nhà nước thu hồi đất, chủ đầu tư lắp sông rạch xung quanh dự án làm ảnh hưởng đến tưới tiêu và canh tác của nhân dân khu vực là không có cơ sở. Các nội dung công dân khiếu nại tố cáo có cơ sở giải quyết gồm giá đất bồi thường chưa sát với giá thị trường, nội dung phản ánh việc bà Phan Thị Mỹ Thanh, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ký các văn bản cho phép công ty cổ phần phát triển hạ tầng An Hưng Phát lập quy hoạch giai đoạn 1 chưa đúng quy định, chủ đầu tư chuyển nhượng 700 nền đất ở thương mại dưới hình thức góp vốn trái phép, v.v. Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Chính phủ và nội dung góp ý kiến nghị của các bộ ngành liên quan, Thanh tra Chính phủ đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các đơn vị liên quan điều tra, xác minh, làm rõ các sai phạm tại dự án nói trên và kiểm điểm trách nhiệm các cá nhân có liên quan. Tại buổi tiếp, người dân có nhiều ý kiến phản hồi đối với kết luận của Thanh tra Chính phủ, đồng thời kiến nghị tỉnh và Thanh tra Chính phủ xem xét lại tính chất của dự án. Thanh tra là dự án ngoài thực địa và thanh tra toàn công tác đền bù, bố trí tái định cư của toàn bộ các hộ dân đã nhận tiền đền bù và nền đất tái định cư, có đánh giá tác động môi trường vì 10 năm qua người dân tại tổ 1, khu phố Đồng, phường Phước Tân sống trong ngập úng, ô nhiễm. Ghi nhận ý kiến của người dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Văn Phi cho biết, thông báo của Thanh tra Chính phủ đã trả lời cụ thể những nội dung khiếu nại, phản ánh, tố cáo của người dân. Do vậy, người dân cần nghiên cứu các nội dung của thông báo, nội dung nào phù hợp, không phù hợp, có thể đề xuất cơ quan thanh tra xử lý lại nếu đủ cơ sở xem xét. Phần nào tỉnh cần triển khai thực hiện trên tinh thần vì cái chung để tỉnh có hướng xử lý phù hợp. Đối với các nội dung công dân nêu ngoài thông báo của Thanh tra Chính phủ nêu trên, giao Ban tiếp công dân tỉnh, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo xử lý theo quy định. Lãnh đạo tỉnh cũng cho biết tới đây, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ có buổi tiếp công dân báo cáo kết quả thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ liên quan đến dự án này. Chương trình tiếp tục với các tin tức kinh tế đời sống khác. Thưa quý vị, trong bối cảnh cộng đồng doanh nghiệp đang gặp nhiều khó khăn, Nghị quyết 02 được ban hành được kỳ vọng sẽ trở thành trợ lực tích cực trong việc tháo gỡ rào cản, tạo thuận lợi cho hoạt động kinh doanh, phục hồi và phát triển. Đây là chủ đề được đặt ra tại hội nghị triển khai Nghị quyết 02 của Chính phủ, cải cách tạo điểm tựa thúc đẩy phát triển doanh nghiệp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức vào hôm qua tại Hà Nội. Nghị quyết 02 ban hành đầu năm nay đã đặt ra 7 nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm nhằm hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và phát triển, như tháo gỡ bất cập pháp lý trong thực hiện dự án đầu tư, tăng khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp, cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành, tiếp tục cắt giảm danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Nghị quyết đã giao nhiệm vụ cho từng bộ ngành địa phương. Tuy nhiên, đến ngày 28 tháng 2 năm 2024,
mới có 16 trên 26 bộ cơ quan và 48 trên 63 địa phương ban hành chương trình, kế hoạch hành động, thực hiện nghị quyết. Các bộ ngành và chính phủ cũng đã nỗ lực để giải quyết. Tuy nhiên rằng là trong quá trình cải cách và cải thiện, trong bao gồm cả những việc mà xây dựng các văn bản mới, thì vẫn còn các cái quá trình thực thi, vẫn còn những cái nội dung mà cộng đồng doanh nghiệp vẫn tiếp tục là mong đợi theo cái tinh thần và chỉ đạo của chính phủ. Theo cộng đồng doanh nghiệp, thời gian qua, năng lực đổi mới sáng tạo cải thiện, nhưng chất lượng pháp luật và thực thi pháp luật đang giảm sút. Nhiều rào cản liên quan đến điều kiện kinh doanh còn tồn tại, không phù hợp với thông lệ quốc tế, làm gia tăng chi phí cho doanh nghiệp. Vẫn còn tình trạng các thủ tục hành chính chưa thực sự thuận lợi về mặt thời gian, về mặt trình tự. Vẫn có cái tình trạng là mặc dù thực hiện thủ tục điện tử nhưng mà vẫn thực hiện song song thủ tục giấy, vẫn còn tình trạng khó khăn, phiền hà nhiều nơi, và vẫn còn tình trạng là cái tình trạng né tránh hay là đun đẩy hay là khoái thác trách nhiệm khi thực hiện thủ tục hành chính nếu nó gặp những khó khăn vướng mắc. Chính vì vậy, Nghị quyết 02 được cộng đồng doanh nghiệp đặt rất nhiều kỳ vọng, trong đó việc thực thi cần được thúc đẩy để đảm bảo tính kịp thời, hiệu quả thông qua sự chủ động quyết liệt của người đứng đầu, các bộ ngành, sự chỉ đạo thường xuyên của Thủ tướng, lãnh đạo chính phủ. Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Đồng Nai, tính đến cuối tháng 2 năm 2024, huy động tiền gửi của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh ước đạt hơn 323.400 tỷ đồng, tăng gần 1,7% so với thời điểm cuối năm ngoái. Trong đó, huy động tiền gửi bằng Việt Nam đồng ước đạt hơn 304.000 tỷ đồng, tiền gửi bằng ngoại tệ ước đạt hơn 19.000 tỷ đồng. Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, nhìn chung, lãi suất huy động vẫn đang trong xu hướng giảm và việc tăng lãi suất chỉ diễn ra cục bộ tại một số ngân hàng, một số kỳ hạn. Mức tăng cũng tương đối nhỏ, dưới 0,2 điểm phần trăm. Theo các chuyên gia, lãi suất tiết kiệm có xu hướng tăng trở lại sau thời gian dài liên tục giảm để hút dòng tiền gửi trong bối cảnh tín dụng sau Tết Nguyên đán thường tăng nhanh. Hiện lãi suất huy động bình quân kỳ hạn 1 tháng tại 34 ngân hàng chỉ còn ở mức 2,6% một năm, lãi suất kỳ hạn 6 tháng là 3,8% một năm. Với kỳ hạn 12 tháng, lãi suất huy động bình quân đã giảm còn 4,7% một năm. Một số ngân hàng tư nhân đã đưa lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng về thấp hơn đáng kể so với nhóm Big Four. Đồng Nai định hướng đến năm 2025, toàn tỉnh có thêm 73 mã số vùng trồng với tổng diện tích hơn 6.448 ha. Trong đó, tiếp tục xây dựng thêm 22 mã số vùng trồng cho cây bưởi với diện tích gần 1,7 ngàn ha, 21 mã vùng trồng sầu riêng với hơn 1,5 ngàn ha, 7 mã số vùng trồng chuối với diện tích hơn 1,5 ngàn ha, 4 mã số vùng trồng thanh long với diện tích 460 ha. Đặc biệt, ngành nông nghiệp sẽ tập trung hình thành liên kết chuỗi sản phẩm từ vùng trồng, nhà đóng gói, nhà xuất khẩu, địa phương và cơ quan quản lý nhà nước. Tăng cường mối liên kết với các vùng trồng, các cơ sở đóng gói để kiểm soát hàng hóa xuất khẩu từ các vùng trồng và cơ sở đóng gói để tránh việc mạo danh mã số, đưa sản phẩm từ ngoài vùng trồng hoặc cơ sở đóng gói chưa có mã số vùng trồng vào chuỗi sản phẩm và kiểm soát khâu xuất khẩu, cũng như các hành vi vi phạm liên quan đến sử dụng mã số. Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, nửa đầu tháng 2 năm 2024, Việt Nam xuất khẩu gần 57.000 tấn cà phê, kim ngạch đạt 184,4 triệu đô la Mỹ. Tính chung từ đầu năm, lượng cà phê xuất khẩu đạt gần 295.000 tấn, kim ngạch đạt 911 triệu đô la Mỹ. So với cùng kỳ năm ngoái, lượng cà phê xuất khẩu chỉ tăng 26,6%, nhưng giá trị xuất khẩu lại tăng mạnh gần 80%. Thị trường cà phê Việt Nam chưa bao giờ ghi nhận mức giá cao kỷ lục như hiện nay, với trên 80.000 đồng một ký, gấp đôi so với đầu năm 2023. Giá cà phê xuất khẩu cũng bật tăng, đạt trên 3.000 đô la Mỹ một tấn với cà phê Robusta. Ước tính giá nguyên liệu cà phê đã tăng gấp đôi, giá xuất khẩu tăng gần gấp 3 so với đầu năm 2023. Điều này đã thúc đẩy người trồng cà phê hướng đến vụ mùa thắng lợi. Nhiều doanh nghiệp cũng tranh thủ xuất khẩu. Các chuyên gia khuyến cáo doanh nghiệp cần thận trọng từ mua bán nguyên liệu đến ký kết hợp đồng để không bị thua lỗ, vì giá cà phê khó tăng tiếp. Đồng thời đây cũng là dịp để Việt Nam định hình lại chuỗi giá trị cà phê, đưa cà phê Robusta về giá trị thật để nông dân yên tâm sản xuất. Thưa quý vị, Đông Nam Bộ đã bước vào mùa khô. Năm nay, nắng nóng xuất hiện sớm tại các tỉnh Nam Bộ. Vào những ngày qua, tỉnh Đồng Nai đang trong giai đoạn nắng gắt, nhiệt độ vào buổi trưa từ 36 đến 38 độ C, có thời điểm gần 39 độ C. Điều này đã khiến cuộc sống mưu sinh của người lao động làm việc ngoài trời càng trở nên khó khăn hơn. Sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự tại Đồng Nai. Áo khoác, khẩu trang,
tất tay. Và không thể thiếu là một bình nước lớn bên mình. Đây là hành trang mà những shipper như anh Lương Văn Huy phải chuẩn bị mỗi khi ra đường để chống chọi lại cái nắng nóng tại thành phố Biên Hòa. Dạo này có vẻ nắng nắng gắt, chiều tối thì có thể chuyển mưa rồi, khó chịu, oi bức. Từ cái công việc của mình đòi hỏi đi nắng nóng nhiều ấy, thì ngoài những cái biện pháp mà mình che chắn ra ấy, thì mình có những biện pháp nào được để mà giúp cho đỡ mệt nhọc trong khi mà đi làm ở ngoài không? Có thể mình mua thêm chẳng hạn như là nước hay là thực phẩm bổ sung chẳng hạn như vitamin C rồi, hay là mình có thể nếu mà nắng nóng quá thì mình nên nghỉ ngơi một chút, hôm trưa về giao hàng thôi, nghỉ ngơi nghỉ gì sức. Càng về trưa và chiều, nắng nóng càng trở nên gay gắt. Theo Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Đồng Nai, nhiệt độ những ngày qua ở thành phố Biên Hòa dao động từ 36 đến 38 độ C, cao điểm có ngày lên đến gần 39 độ C, độ ẩm từ 51 đến 57%. Đó là nhiệt độ đo được tại trạm khí tượng, còn ở ngoài trời với sự cộng hưởng của bức xạ nhiệt, đặc biệt là các địa phương ít ao hồ, sông suối và cây xanh như thành phố Biên Hòa, thì sự chênh lệch nhiệt độ ngoài trời là khoảng 2 đến 3 độ C. Thưa quý vị, hiện tại là 11 giờ trưa, khoảng thời gian nắng nóng nhất trong ngày. Nhưng Mai Hiền ghi nhận được nhiệt độ ở đây là từ khoảng 38 đến 40 độ C. Với điều kiện nắng nóng như thế này đã ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của người dân. Thời tiết thì nó thuận lợi, mát mẻ thì mình đi được dài ngày hơn, dài đường hơn. Như mà mệt quá thì cô lại, thì bạn đâu ngồi đây là liệu mà về thôi. Nắng quá là mệt quá thì ngồi nghỉ này. Nắng thì nói chung là trong người nó cũng mỗi ngày nó lớn tuổi, nó cũng đau đầu, nó khó chịu trong người. Nó không được như bình thường như lúc ấy. Dự báo năm nay, Đồng Nai vẫn duy trì nắng nóng trên diện rộng. Cường độ nắng nóng tăng nhanh và kéo dài trong nhiều ngày liên tục với mức nhiệt cao có thể lên tới khoảng 36 đến 38 độ C. Đặc biệt là từ tháng 3 đến tháng 5 cũng là cao điểm của mùa khô ở Nam Bộ nên nắng nóng sẽ gay gắt hơn. Nắng nóng thì sẽ tiếp diễn trong tháng 3, tháng 4 và khoảng đầu tháng 5 là mới là bắt đầu có thể là sau đó mới là giảm dần. Và nhiệt độ trong thời gian sắp tới có những ngày sẽ cao hơn nữa, có thể đạt 38-39 độ C. Thì chúng ta nên hạn chế làm việc ở ngoài trời lúc mà khoảng từ trưa đến xế chiều, đó là thời điểm nắng nóng nhất. Còn nếu bất đắc dĩ phải hoạt động hay sinh hoạt hay làm các công việc ngoài trời thì phải có các biện pháp chống nóng cho phù hợp. Rồi đối với cây trồng vật nuôi thì bà con cũng lưu ý, tại vì đang trong điểm mùa khô rồi thì nhớ là chủ động nguồn nước, có biện pháp tưới nước làm mát. Chuyên gia cũng lưu ý, do ảnh hưởng của nắng nóng, độ ẩm trong không khí thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn. Nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Do đó người dân cần hết sức lưu ý để bảo vệ sức khỏe của bản thân trong những ngày cao điểm nắng nóng. Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai vừa ban hành quyết định số 479 phê duyệt đề án duy tu, sửa chữa, đảm bảo hạ tầng giao thông, kiến thiết thị chính tại các huyện, thành phố trên toàn tỉnh đến hết năm 2025. Đề án đặt ra mục tiêu bảo trì công trình đường bộ do các huyện và thành phố quản lý, khai thác, duy tu, bảo dưỡng hệ thống đèn chiếu sáng, vỉa hè, hệ thống cấp nước, thoát nước, duy trì, chỉnh trang hệ thống công viên, cây xanh, nghĩa trang, v.v. tại các địa phương. Tổng kinh phí thực hiện đề án là hơn 3,37 ngàn tỷ đồng. Trong đó duy trì hệ thống kiến thiết thị chính hơn 1.000 tỷ đồng, sửa chữa, duy tu, bảo trì các tuyến đường hơn 2,29 ngàn tỷ đồng. Nguồn kinh phí thực hiện đề án gồm ngân sách cấp tỉnh, ngân sách cấp huyện, nguồn xã hội hóa và các nguồn hợp pháp khác. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Giao thông Vận tải hướng dẫn các địa phương xây dựng kế hoạch bảo trì công trình đường bộ phù hợp theo quy định. Chuyển sang các thông tin thời sự đáng chú ý khác. Liên quan đến kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2024-2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, Sở Giáo dục Đào tạo Đồng Nai cho biết, thực hiện hướng dẫn của Bộ Giáo dục Đào tạo, năm học 2024-2025 sẽ không còn lớp không chuyên trong trường trung học phổ thông chuyên. Do đó, tại kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2024-2025 sẽ không tổ chức thi tuyển vào lớp không chuyên, hay còn gọi là lớp mặt bằng, của trường trung học phổ thông chuyên Lương Thế Vinh. Thay vào đó, dự kiến sẽ tăng thêm một lớp với khoảng 35 chỉ tiêu ở bộ môn chuyên hóa. Như vậy, từ năm học 2024-2025, trường trung học phổ thông chuyên Lương Thế Vinh sẽ có 2 lớp chuyên hóa.
Chiều qua, Ủy ban nhân dân huyện Thống Nhất tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm công tác kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2019-2023. Theo báo cáo của ngành giáo dục và đào tạo huyện, đến nay toàn huyện có 60 trường học, trong đó có 55 trường công lập và 5 trường mầm non tư thục. Huyện đã đầu tư xây dựng sửa chữa 43 dự án, trong đó đầu tư xây dựng mới 26 dự án với tổng kinh phí trên 700 tỷ đồng. Đầu tư cải tạo, sửa chữa 17 dự án với tổng kinh phí 80 tỷ đồng. Tỷ lệ học sinh bình quân trên lớp duy trì ổn định. Tính đến nay, toàn ngành có 46 trên 55 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt 83,6%. Dịp này, Ủy ban nhân dân huyện đã khen thưởng cho gần 100 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm công tác kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2019-2023. Tại hội trường Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Trảng Bom vừa diễn ra hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2023 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024 ngành văn hóa thông tin cụm thi đua số 1. Cụm thi đua số 1 gồm phòng văn hóa thông tin các huyện và thành phố Nhân Trạch, Long Thành, Trảng Bom, Biên Hòa và Long Khánh. Trong năm 2023, các đơn vị cụm thi đua số 1 đã thực hiện tốt các hoạt động thông tin tuyên truyền, văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình. Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, kịp thời chấn chỉnh xử lý các cơ sở kinh doanh có dấu hiệu vi phạm, nhất là trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán. Dịp này, Phòng Văn hóa Thông tin thành phố Biên Hòa được các đơn vị đề xuất là đơn vị dẫn đầu 2023. Phòng Văn hóa Thông tin huyện Trảng Bom đã bàn giao cụm trưởng cụm thi đua số 1 năm 2024 cho Phòng Văn hóa Thông tin thành phố Biên Hòa và tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2024 giữa các huyện, thành phố. Hôm qua, Tòa án Nhân dân thành phố Long Khánh đã tổ chức phiên tòa đưa ra xét xử đối với bị cáo Võ Phi Anh Hào, sinh năm 1988, ngụ tại phường Suối Tre, thành phố Long Khánh, về tội trốn thuế. Căn cứ vào tài liệu, lời khai của bị cáo và các đương sự liên quan, thái độ thành khẩn hợp tác của bị cáo Võ Phi Anh Hào trong quá trình điều tra, bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, đã đóng tiền thuế còn thiếu để khắc phục hậu quả. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Võ Phi Anh Hào 6 tháng tù giam theo Điều 200 của Bộ Luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi bởi điểm A khoảng 47 Điều 1 Luật sửa đổi. Bộ Luật Hình sự 2017 quy định về truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hành vi khai báo sai giá trị chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Thưa quý vị, thời gian qua với sự quyết liệt vào cuộc của ngành công an, tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội nói chung, ở địa bàn nông thôn nói riêng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai cơ bản được giữ vững. Lực lượng công an Đồng Nai đã phát huy vai trò nòng cốt, chủ động làm tốt các mặt công tác phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ và đấu tranh làm giảm, kiềm chế sự gia tăng của tội phạm, đồng thời giải quyết dứt điểm những vấn đề phức tạp, những điểm nóng về trật tự an toàn xã hội, trở thành lá chắn thép ở địa bàn nông thôn. Sau đây là ghi nhận tại huyện Cẩm Mỹ. Đánh giá được tình hình tội phạm, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và tăng cường công tác phòng ngừa từ sớm, từ xa nên trong thời gian qua, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ cơ bản được đảm bảo và giữ vững. Tuy nhiên, từng địa bàn, từng thời điểm, từng nhóm tội phạm có sự tăng giảm khác nhau. Theo thống kê của Công an huyện Cẩm Mỹ, trong năm 2023, trên địa bàn đã xảy ra 58 vụ phạm pháp hình sự, không tăng, không giảm so với năm 2022. Từng cái nhóm tội phạm thì cũng có cái sự tăng giảm khác nhau. Đấy. Như là cái nhóm tội mà trộm cắp tài sản thì có xu hướng giảm. Nhưng mà bên cạnh đó thì cái tội phạm mà lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đất đai và cố gắng tích có cái chiều hướng tăng lên. Trong lúc ăn nhậu, bàn của đối tượng Trương Minh Cảnh, sinh năm 1993, ngụ tại xã Xuân Đông, huyện Cẩm Mỹ, có cãi nhau qua lại với một bàn nhậu bên cạnh dẫn đến mâu thuẫn nên xảy ra xô xát. Được người dân can ngăn, hai nhóm đã rời đi. Cứ tưởng sự việc đã ổn thỏa thì một lúc sau, hai nhóm này đã tìm gặp để giải quyết mâu thuẫn. Hậu quả làm cho một người bị thương tích 39%. Có vô chỗ cái quán tạp hóa nhặt được một con dao, rồi chém trúng cái một trong ba người đó. Có hai cái. Gây thương tích là 39%. Nhận định trong thời gian tới, với xu hướng đô thị hóa ngày càng nhanh chóng,
tình hình hoạt động của các loại tội phạm vi phạm pháp luật ở địa bàn nông thôn tiếp tục diễn biến phức tạp. Do đó, lực lượng công an huyện Cẩm Mỹ tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền các phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm để mọi người dân nâng cao nhận thức, tự giác tham gia bảo vệ an ninh trật tự ngay từ cơ sở. Chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường đẩy mạnh công tác nghiệp vụ cơ bản. Thứ hai là tuyên truyền, tăng cường công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân. Cái thứ ba nữa là tiếp tục tuần tra kiểm soát tất cả các cái tuyến đường theo cái chuyên đề 161 của công an tỉnh. Cái thứ tư là sẽ tiếp tục đẩy mạnh cái việc là xử lý các cái hành vi mà liên quan đến ma túy, tại vì đây là cái tội phạm nguồn của tất cả các cái tội phạm khác. Bên cạnh các biện pháp phòng ngừa xã hội cũng như phòng ngừa nghiệp vụ, trong thời gian tới, công an huyện Cẩm Mỹ cũng tích cực nhân rộng các mô hình đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị để cùng chung tay đẩy lùi tội phạm, tệ nạn xã hội, trở thành lá chắn thép đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân. Chương trình thời sự tối nay trên kênh truyền hình Thiết yếu tỉnh Đồng Nai cũng sẽ được phép khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.